Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều nay, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình hoạt động tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần và cơ sở cai nghiện ma túy ở xã Khánh An, huyện U Minh. Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần có 75 cán bộ, viên chức và người lao động làm việc với 23 biên chế và 52 hợp đồng lao động. Số đối tượng đang quản lý nuôi dưỡng là 368 người, trong đó có 110 nữ. Trung tâm có diện tích đất tự nhiên 42.776 m2, trong đó diện tích đất xây dựng cơ bản có hàng rào xung quanh khép kín 23.929 m2, gồm khu hành chính, nhà công vụ, nhà thăm gặp, nhà ăn, bếp nấu, sân sinh hoạt, khu khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đối tượng với diện tích 21.585 m2. Diện tích phòng ở cho các đối tượng 2.343 m2 với 48 phòng, diện tích đất còn lại 18.846 m2 đang cải tạo tận dụng cho đối tượng lao động phục hồi chức năng, tăng gia sản xuất. Theo quy định từ Nghị định 103 của Chính phủ, diện tích phòng ở của đối tượng người tâm thần bình quân tối thiểu là 6 m2 một người. Riêng đối với người phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân 8 m2 một người. Hiện trung tâm còn thiếu diện tích phòng ở theo chuẩn cho 104 người, tương đương với diện tích 833 m2 mới đảm bảo diện tích cho tất cả số đối tượng hiện đang quản lý. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu trung tâm phân khu cụ thể đối với từng đối tượng, trong đó phân biệt ra bệnh nhẹ và bệnh nặng để có biện pháp quản lý, điều trị hiệu quả hơn. Tăng cường trồng cây xanh, tạo bóng mát, cải tạo khuôn viên xanh sạch đẹp để các đối tượng nghỉ ngơi, thể dục thể thao hàng ngày. Về chế độ ăn uống, cần tăng cường chất lượng bữa ăn để họ đảm bảo sức khỏe, tăng sức đề kháng trong phòng bệnh nói chung và trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Đối với tuyển dụng viên chức, người lao động phải đảm bảo tiêu chuẩn theo từng chức danh, sớm tuyển dụng cho đủ chỉ tiêu nhằm tăng cường cán bộ quản lý trong thời gian tới. Đối với cơ sở cai nghiện ma túy có số cán bộ viên chức và người lao động 61 người, trong đó có 29 viên chức và 32 hợp đồng lao động. Đầu năm 2021, cơ sở có 588 học viên, trong đó học viên tự nguyện 32 người và học viên bắt buộc 556 người. Số học viên hòa nhập cộng đồng đạt tỷ lệ khá cao. Tính đến nay, cơ sở còn 159 học viên. Cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất theo phương châm chăn nuôi kết hợp trồng hoa màu để tạo ra sản phẩm cải thiện bữa ăn cho học viên. Số học viên tham gia lao động trị liệu hàng ngày đạt từ 80-90%. Trong năm, cơ sở tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp cho 36 học viên lớp mai công nghiệp. Ngày 15 tháng 2 năm 2022, cơ sở tiến hành test nhanh lấy mẫu gộp thường lệ cho học viên đã phát hiện 16 trường hợp dương tính với COVID-19. Riêng tất cả cán bộ làm việc tại đây đều có kết quả âm tính. Hiện tại, đơn vị đang theo dõi điều trị 12 F0 là học viên, trong đó có 9 F0 có kết quả âm tính lần 1. Đồng thời, thường xuyên liên hệ với y tế địa phương theo dõi tình hình sức khỏe của F0 và kịp thời xử lý các diễn biến bệnh của những người đang được theo dõi điều trị. Cái tiếp nhận mới thì phải tiêm đủ ít nhất là 2 mũi mới nhận. Những người chưa tiêm là chưa nhận. Đấy. Hoặc là các đồng chí nhận vô, các đồng chí phải tiêm liền, cách ly những người đó ở một khu riêng. Đấy. Chứ còn nhận vô mà trà trộn đây mà chưa tiêm là không được đâu. Kể cả tiêm rồi thì các đồng chí cũng phải có đủ 2 mũi rồi, các đồng chí cũng phải có một cái khu để mà qua 14 ngày thì mới hòa nhập với cái cộng đồng những người ở đây được, thay cái sắp xếp của các anh chị. Và nhận là nhận từng bước chứ không nhận ồ ạt. Nhu cầu nhiều nhưng mà cái quá trình chọn lọc tiếp nhận đó là phải có cái lộ trình. Cái lộ trình đó nó còn theo cái chế độ của cán bộ của mình làm việc ở đây nữa. Rồi cái quy mô về cơ sở vật chất của mình, cái sức chứa, sức chịu đựng ở đây. Rồi chế độ ăn uống. Đấy. Và cái cuối cùng nữa là tôi cũng mong muốn các đồng chí là làm mạnh cái xã hội hóa. Tại buổi làm việc với đoàn công tác, cơ sở cai nghiện ma túy đề xuất việc xây dựng mở rộng khu quản lý học viên với sức chứa thêm 200 đối tượng, sửa chữa, nâng cấp hàng rào bao chu vi,
xây dựng khu riêng dành cho học viên vi phạm quy chế quản lý và khu ở dành riêng cho đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo Nghị định 116 của Chính phủ. Đầu tư các trang thiết bị khám chữa bệnh, dạy nghề và truyền nghề. Mặt khác, cần sớm có chủ trương tuyển dụng đội ngũ y bác sĩ theo đề án vị trí việc làm của cơ sở. Tiếp theo là số liệu vừa cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trong hôm nay. Tính đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 204 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 171 ca ghi nhận trong cộng đồng, 33 ca khu cách ly. So với các địa phương trong tỉnh, thành phố Cà Mau ghi nhận nhiều nhất với 62 ca. Đến nay, Cà Mau ghi nhận tổng số 58.607 trường hợp mắc COVID-19, 57.125 trường hợp điều trị khỏi ra viện và tổng số có 295 trường hợp tử vong. Thưa quý vị, trong năm qua, Tuổi Trẻ Cà Mau đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, trong đó có hưởng ứng chương trình Triệu Túi An Sinh do Trung ương đoàn phát động nhằm góp phần cho công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Riêng tại tỉnh Cà Mau, khi hưởng ứng hoạt động này, tính đến đầu tháng 12 năm 2021, các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ trên 5.000 túi với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng. Tính từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Tuổi Trẻ trong tỉnh đã góp sức hơn 9 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ nhân dân về địa phương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đời sống của gia đình bà Lê Ngọc Thảo, khóm 1, thị trấn Rạch Gốc cũng gặp nhiều khó khăn, cuộc sống chật vật hơn. Nhận được túi quà an sinh gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc từ tỉnh đoàn Cà Mau, bà Thảo không giấu được niềm vui mừng và xúc động. Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, những phần quà được đoàn viên mang đến tận nơi cho các gia đình. Anh chị em ở đây cứu giúp mình vậy thì tôi rất cảm ơn, vui nhận đón vậy đó, rồi chúc cho mấy cô chú anh chị trong đoàn vậy đó rồi mạnh khỏe, tôi cũng được mạnh khỏe đi làm kiếm sống qua ngày. Chương trình Triệu Túi An Sinh được Trung ương đoàn phát động trong cả nước từ tháng 8 năm 2021, đồng hành giúp đỡ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Xung kích trên các cái mặt trận, trong đó thì có chăm lo cho thanh niên công nhân, rồi chăm lo cho người dân đang lao động ở ngoài tỉnh về địa phương, rồi cùng với các cấp các ngành hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn. Công tác vận động thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm, cho nên là cũng cố gắng vận động các cái tổ chức để có những cái phần quà hỗ trợ. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, chương trình đã cán mốc 1 triệu túi. Ngoài ra, những phần quà an sinh tiếp tục được trao tặng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đoàn khối dân chính đảng đã trao 50 suất quà đến đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp năm mới. Tổng giá trị các phần quà Tết cho công nhân là 25 triệu đồng, được các đơn vị vận động từ nhiều nguồn xã hội hóa, sự chung tay của các doanh nghiệp cơ sở đoàn. Em nhận được phần quà này, em thật sự rất là cảm ơn tỉnh đoàn, cảm ơn tất cả các đơn vị mà đã đóng góp, thì em thay mặt cho tất cả mọi người cảm ơn tỉnh đoàn đã cho tụi em có được một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc. Trong năm nay thì số lượng quà của các đơn vị cũng như đoàn khối thì khoảng hơn 1.000 phần quà cho các đối tượng thuộc cái diện khó khăn. Về cái nguồn kinh phí thì có nhiều cái nguồn vận động xã hội hóa cũng có, nguồn vận động từ các bạn đoàn viên thanh niên đóng góp, các cái nguồn có mạnh đường quân tài trợ, các cái nguồn sinh từ cái nguồn kinh phí của đơn vị để hỗ trợ. Những phần quà được trao đi chính là sự tiếp sức, những lời động viên cùng nhau cố gắng vượt qua thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ diện tích rừng trên đảo Hòn Khoai đã khô kiệt hoàn toàn, nguy cơ cháy đang dự báo cấp cháy nguy hiểm. Hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai đã bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực vào vị trí có nguy cơ cháy cao. Các tuyến dẫn lên rừng đều có cắm bảng báo cấm lửa, bảng tuyên truyền, bảng dự báo cấp cháy, cũng đặt ở những vị trí thuận lợi để cảnh báo, tuyên truyền mọi người có ý thức thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Các hồ chứa nước ngọt cũng trữ đầy nước để đảm bảo đủ lượng nước chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra.
Qua khảo sát một số khu vực có nguy cơ cháy cao, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau chỉ đạo hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai kiểm tra thường xuyên những khu vực có nguy cơ cháy cao, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại chỗ. Những khu vực nguy cơ cháy cao nhưng nguồn nước không tới được thì bố trí bình xịt nước cố gắng động cơ. Các hồ chứa nước phải kiểm tra thường xuyên, tích nước đảm bảo phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nghiêm cấm và hạn chế người không có trách nhiệm ra vào rừng. Nhìn chung thì khâu chuẩn bị phòng cháy tương đối tốt, ý thức trách nhiệm của hạt kiểm lâm cũng như các lực lượng trên đảo là khá tốt trong cái công tác phòng cháy. Tuy nhiên chúng tôi cũng đề nghị hạt kiểm lâm Hòn Khoai sớm là tổ chức ký kết cái quy chế phối hợp với các lực lượng trên đảo, phân công nhiệm vụ theo chức năng của từng đơn vị để làm sao thực hiện tốt cái phương châm bốn tại chỗ. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân khi có lên đảo phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Thưa quý vị, trước tình hình diện tích rừng trên đảo Hòn Khoai khô hạn, hôm qua Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và hội thi phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022 cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai. Đây là lần đầu tiên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo tiếp cận những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy rừng như cách vận hành máy bơm, cách nối, ráp ống chữa cháy, lăng, ba chạc, cách rải ống chữa cháy và triển khai đội hình chữa cháy. Sau khi triển khai các nội dung trên, sáng nay các đội bắt đầu thực tập tình huống cháy do ban tổ chức đặt ra để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, điều hành khi có cháy xảy ra. Việc tập huấn những kiến thức về phòng cháy chữa cháy rừng giúp cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai nắm vững những kỹ năng cơ bản, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ màu xanh trên đảo. Chuyển sang thông tin văn hóa nghệ thuật, tối hôm qua 20 tháng 2, vòng chung kết xếp hạng hội thi thanh niên Cà Mau tài năng thanh lịch năm 2022 đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau. Cuộc thi đã tạo điều kiện để các bạn nữ thanh niên thể hiện, phát huy vẻ đẹp, tài năng, bản lĩnh của mình trong thời kỳ mới. Sân chơi do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Suốt hơn 3 tháng và trải qua 4 vòng thi với khoảng 100 thí sinh là đoàn thanh niên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại đêm chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn ra để tham gia vào đêm chung kết xếp hạng. Tại đây, các bạn trải qua 3 phần thi gồm trang phục áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử. Với kỹ năng trình diễn tạo được ấn tượng, đã được rèn luyện từ những vòng thi trước, 10 thí sinh chung kết xếp hạng là những nữ đoàn viên có đam mê và tài năng trong nhiều lĩnh vực, có bản lĩnh sân khấu. Đối với cá nhân em thì em thấy cái phần thi đó là cái dự án nhân ái, những cái kế hoạch mà các bạn có ý tưởng triển khai đó. Em thấy cái phần thi đó là ấn tượng nhất đối với em. Bởi vì qua cái phần thi đó thì sẽ gửi gắm được những cái giá trị tốt cho cộng đồng của mình. Mong muốn học hỏi giao lưu, có kinh nghiệm, bởi vì tuổi trẻ của mình đã phải trải và nghiệm thì mới có thể trưởng thành hơn. Giúp em tự tin hơn, kiểu như chiến thắng bản thân á. Em muốn sau sân chơi này thì sẽ tổ chức hơn nhiều cái sân chơi mới cho các bạn mà chưa được tham gia, hoặc là những bạn mà chưa biết đến, người ta sẽ biết đến, người tham gia nhiều hơn. Kiểu như là cho thanh niên mình nó có công tác hoạt động nhiều hơn. Tại đêm thi cuối, ban tổ chức trao nhiều giải phụ như người đẹp áo dài, thí sinh Trịnh Ánh Tuyết, người đẹp nhân ái, thí sinh Trần Thị Thu Phương, người đẹp tài năng, thí sinh Trương Tú Trâm, người đẹp được yêu thích nhất, Võ Quyền Trân. Đồng thời lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất vào top 5 và tham gia phần thi ứng xử, trả lời các câu hỏi, xử lý các tình huống do ban giám khảo của chương trình đặt ra về vai trò của thanh niên trong thời đại mới, những định hướng của tuổi trẻ, phát triển kỹ năng và tinh thần tình nguyện, tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Kết quả trong đêm thi cuối, với phần thể hiện xuất sắc nhất, thí sinh Trịnh Ánh Tuyết đến từ đơn vị huyện U Minh đã đoạt danh hiệu Hoa Khôi Hội thi Thanh niên Cà Mau Tài năng Thanh lịch 2022 trong lần đầu tổ chức. Cảm xúc của em lúc này thật sự là vỡ òa trong hạnh phúc ạ. Em không nghĩ là mình đến đây và đã đạt được cái kết quả cao nhất. Và em qua cái việc này thì
Thật sự là em muốn lan tỏa đến tất cả các bạn trẻ với một cái tinh thần đó là hãy sống với đam mê, hãy cháy hết mình, hãy tỏa sáng khi chúng ta còn có thể. Cái sân chơi mà nó mang tính chất là lành mạnh và nó vừa mang tính chất là nghệ thuật và để là cái nơi hội tụ những cái thanh niên xuất sắc, thì chúng tôi phải lồng vào đó thật là nhiều cái hoạt động, nhiều cái chương trình, đặc biệt là các em thi ở phần thi tài năng cũng như là thực hiện cái dự án của mình qua cái video clip về cái công tác vì cộng đồng. Thì tôi nghĩ đây là cũng một trong những cái hình thức mà chúng tôi tìm kiếm những cái ý tưởng, những cái sáng tạo của các em, của những người trẻ. Và từ đó thì chúng tôi có thể là chúng tôi học hỏi được từ các em hoặc là từ những cái ý tưởng hay của các em mà chúng tôi đưa vào thực tế. Danh hiệu Á Khôi 1 thuộc về thí sinh Lê Ngọc Duông, huyện Trần Văn Thời. Á Khôi 2 là thí sinh Trần Thị Thu Phương, huyện Nam Căn. Tại hội thi lần này, ban tổ chức cũng vận động nhà tài trợ 65 triệu đồng thực hiện dự án nhân ái, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có cha mẹ mất do đại dịch Covid-19. Diễn ra trong thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến, ban tổ chức đã linh hoạt thực hiện các hình thức trực tuyến, trực tiếp để thí sinh có nhiều cơ hội tỏa sáng, thể hiện khả năng, quảng bá du lịch Cà Mau. Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch không chỉ là cuộc thi về sắc đẹp mà là một hành trình dài trải nghiệm cho các nữ thanh niên Cà Mau. Tại đây, vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, thể lực sẽ được tôn vinh nhằm giúp cho thanh niên hướng đến 5 yếu tố tâm, thân, trí, mỹ, nhân. Bằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật cao, thời gian gần đây, nhiều loại cây trồng đặc trưng ở các vùng miền lần đầu tiên có mặt tại tỉnh Cà Mau, bước đầu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Do khá mới mẻ nên những mô hình này thu hút khá đông du khách ở nhiều nơi trong tỉnh đến tham quan, chụp ảnh. Tận mắt chứng kiến cả ngàn trái dưa lưới chín rực vàng lủng lẳng trên dây, một sản phẩm của xứ lạnh nay được trồng thành công tại Cà Mau bằng công nghệ cao. Đó là điểm tham quan tại vườn dưa lưới ở khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, với thương hiệu dưa lưới Cà Mau Farm. Không chỉ thành công trong việc gieo trồng cho sản phẩm sạch, chất lượng, năng suất cao, mà nhà vườn còn kết hợp làm điểm nhấn thu hút khách du lịch. Được biết, chuỗi nông trại của Cà Mau Farm đang tiếp tục mở rộng ở một số tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái này, đây nó mình cũng làm cho mỗi một đợt ta tạo cái mới mẻ gì đó, chứ ta lại thì cũng nó cũng gì đây hoài, cũng bị nhàm, nó bị cũng bảo hòa. Thành ra mong hết dịch rồi có là tìm hướng phát triển mới lạ hơn. Thế nhiều farm trồng này rồi trồng thêm những sản phẩm mới nữa. Sau thời gian tìm tòi học hỏi kiến thức nông nghiệp từ những địa phương khác, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Thơ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình đã kỳ công tạo dựng vườn nho xôm xê trên cánh đồng phèn mặn ngày nào của gia đình. Trong khuôn viên khoảng 3 hectare, anh Thơ cải tạo một phần để trồng 500 gốc nho, nào là nho kẹo, nho ngón tay, nho hồng ngọc, nho hà đen và nho đỏ. Nên mình nâng cái giá trị cái trái mình trồng ra. Trồng rồi mình học hỏi, mình làm từ từ, mình nâng cấp, mình phải đổi mới một chút. Do đây là những mô hình mới, quy trình kỹ thuật tuy còn hạn chế, nhưng nhà vườn vẫn quyết tâm học hỏi kinh nghiệm để tiếp tục đầu tư mở rộng, hướng đến xây dựng thương hiệu gắn với phát triển du lịch miệt vườn nhằm thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan. Hiện nay tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau cơ bản ổn định, tuy nhiên dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Để bảo đảm chăn nuôi an toàn, hạn chế tối đa dịch bệnh nguy hiểm phát sinh, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Để chủ động phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển nghề chăn nuôi, xã Khánh Bình đang tiếp tục thực hiện cấp phát thuốc sát trùng cho bà con chăn nuôi và hướng dẫn cách sử dụng, tuyên truyền lợi ích của vệ sinh chuồng trại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ý thức được phòng bệnh đóng vai trò quan trọng trong chăn nuôi. Đợt nuôi nào, bà Nguyễn Thị Thủy cũng đến trụ sở ấp nhận thuốc sát trùng khi được địa phương thông báo. Ngoài số thuốc sát trùng được hỗ trợ, gia đình luôn chủ động mua thêm thuốc để phun xịt chuồng trại thường xuyên trong quá trình chăn nuôi.
Hỏi thăm thú y ở đây nè, mua thêm. Tôi nghe có dịch bệnh á, có khi một ngày nào cũng xịt hết, ngày một lần. Còn nếu mà không nghe dịch bệnh á thì cũng từng lần. Năm nay, năm 2022 thì đầu năm, thì chỗ phòng nông nghiệp cấp thuốc sát trùng cái xã, thì xã tiến hành cấp gì cho hộ dân. Thì nói chung thì đợt này nhận được 108 lít. Thì hiện nay thì cấp cho dân thì mình cũng luân phiên cho các ấp. Thì nói chung là cấp ấp này xong rồi tiếp tục cấp khác. Cho nên mỗi một lần cấp thì tương đối khoảng trên 50% trên địa bàn xã. Nói chung là mình hỗ trợ chỉ một phần nào thôi. Còn mấy cái hộ chăn nuôi lớn thì tất nhiên là phải mua thêm để phun xịt hàng tuần. Để chủ động kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời tích cực chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, vận động người dân thực hiện tốt việc vệ sinh chăm sóc vật nuôi chu đáo. Song song đó, tích cực sát trùng chuồng nuôi xung quanh khu vực chăn nuôi, nhất là các khu vực ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao. Bà con ta có ý thức cao lắm, nuôi chuồng là như bà con ta định kỳ tiêm phòng vaccine, rồi chuồng trại xịt thuốc, rồi men vi sinh. Còn cái số người ta nuôi nhỏ lẻ thì cũng từ 7 đến 10 ngày hoặc nửa tháng người ta xịt lần để sát trùng cho cái đàn gà dịch mình cho nó tốt hơn đó. Gà sót lại tổng đàn cũng như là hộ chăn nuôi trên địa bàn xã. Đồng thời đó là phân công cho từng thành viên của ban chỉ đạo sản xuất á, phụ trách các ấp để thường xuyên theo dõi và kiểm tra. Đồng thời đó là hướng dẫn cho bà con các cái biện pháp là tiêu độc khử trùng, thì hướng dẫn bà con chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đối với cái đàn heo trên địa bàn xã thì sau Tết thì hiện nay là còn khoảng 700 con qua gà sót, thì cái việc giảm tổng đàn thì cũng khá nhiều. Thì do tình hình dịch bệnh, đối với những hộ mà đủ điều kiện thì mình hướng dẫn cho bà con để tái đàn. Sự chủ động bảo vệ đàn vật nuôi sẽ góp phần thiết thực hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, giúp ổn định và phát triển sản xuất tại địa phương. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.